Rồi khi mà chị Quyên á chuyển qua hát nhạc xưa thì có thể đến bây giờ khẳng định là chị Quyên đã rất thành công rồi với dòng nhạc mà chị lựa chọn. Tuy nhiên vẫn có những cái ý kiến, đến bây giờ vẫn có những ý kiến cho rằng là nó không hợp với chị Quyên. Chị Quyên vẫn hát nhạc xưa, nó nghe nó không có đúng nhạc xưa. Vậy thì với vị trí ngày hôm nay bây giờ thì chị có thể nói những điều gì với những ý kiến đó? Chị sẽ phản bác như thế nào? Nó một cách đơn giản và cụ thể nó như vậy nè. Món ăn tinh thần là nghệ thuật và nói riêng là bolero, nhạc xưa. Nó cũng giống như món ăn, cứ nói nôm na cho dễ hiểu nhá. Ví dụ như có những người cả đời không có nhu cầu nào khác hết á, ngoài ăn phở, bún, miến, hủ tiếu. Là những món ăn rất thuần túy nhưng họ không cần có nhu cầu phải ăn những cái món nào khác vì đấy là họ thích. Đơn giản vậy thôi. Không phải là bạn cứ sắp sẵn mâm cỗ ví dụ bào, ngư, vi, cá, tổ, yến là sẽ chinh phục tất cả những đối tượng mà thích ăn những cái thứ mà họ cho rằng họ 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 có nhu cầu để thưởng thức, thì nghệ thuật cũng vậy. Bạn hát như thế nào? Cứ nghĩ không ai dám khẳng định là tôi sẽ chinh phục được tất cả đối tượng khán giả, vì đương nhiên điều đấy là không thể. Dạ đúng rồi, Bạn sẽ chinh chính phục cái đối tượng khán giả nào yêu bạn và cái sự thể hiện của bạn đúng cái cảm xúc của họ, đúng cái tần số mà họ thích, đúng cái sự truyền tải mà họ muốn và họ sẽ nghe bạn. Còn ngược lại, những người khác họ không thích cái cách thể hiện của bạn thì đương nhiên họ sẽ lại có những nghệ sĩ, những khán giả, những người nghệ sĩ và những ngôi sao thể hiện theo cách mà họ muốn. Quyên hoàn toàn rất vui vẻ và bình thản trước tất cả những lời khen chê, bởi vì hơn ai hết, đôi khi những cái lời đóng góp đó nó là cái điều mà mình phải suy nghĩ, mà mình nghĩ rằng mình đã làm được cái gì và đối tượng khán giả của mình thực ra là đối tượng nào. Nhưng không có nghĩa là sẽ bị quá lung lay về điều đó, bởi vì Quyên hiểu được một điều tất yếu là mình vẫn là một cái câu nói bình thường nhưng mà vẫn luôn luôn được áp dụng đúng thôi, là làm dâu trăm họ mà, thì đã làm dâu trăm họ rồi, một con người bản thân mình thế này, mình còn có 100, 1 tỷ, 1 triệu, triệu triệu những ý kiến mâu thuẫn mà chưa chắc mình hiểu chính bản thân mình, thì cái chuyện mà một người có biết bao nhiêu cái suy nghĩ khác thì đấy là đương nhiên, chấp nhận một cách rất vui vẻ và bình thản. dạ yeah. Người ta vẫn nói là 9 người 10 ý mà chị nhớ. Chính xác Trong thế. 10 người mà mình làm hài lòng được 8 đến 9 người là mình giỏi lắm rồi. Đâu thể nào mà làm hài lòng hết 10 người. Và bằng chứng là bây giờ thì Lệ Quyên đã trở thành, người ta vẫn nói là Lệ Quyên là ca sĩ chạy show nhiều nhất Việt Nam này, trong nước, ngoài nước nè, Ý đừng đừng rồi nói thế. cả là cách xe cũng cao nhất Việt Nam Anh ấy cũng đừng nói thế. luôn. Thế nhị lắm, thế nhị lắm. Đúng không ạ? Thực ra thì người ta nói rằng là cái mức độ đó nó cũng vô cùng lắm nhá. Có những lúc Quyên hát free đó thôi, Quyên cũng đâu có lấy tiền đâu. Rất nhiều những cái kỳ cuộc lớn Quyên cũng không có bao giờ nói đến chuyện lương hay là cát-xê ở đó. Còn ngược lại thì đôi khi có những cái công việc mà cái người trả tiền cho nghệ sĩ và cái gương mặt họ chọn, đương nhiên họ phải là những người đầy đủ kinh nghiệm để họ biết được người này cái giá trị như thế nào, để họ có cái mức thù lao thỏa đáng. Nghĩa là ý Quyên muốn nói là cái sự uyển chuyển ấy, nó không có được đóng khung bởi một cái trường hợp nào cụ thể đâu. Nghệ sĩ là như vậy Dạ, vậy thì với những cái danh xưng mà người ta dành tặng cho chị như là nữ hoàng phòng á. trà này, nữ hoàng bolero này, có làm cho chị áp lực hay là chị cảm thấy vui vì điều đó? Trước tiên thì phải vui chứ, Dạ. là bởi vì mọi người phải yêu quý mình và quan tâm mình lắm. Và qua rất nhiều cái quá trình cũng như những cái gì mình đã làm được, dù ít dù nhiều, thì khán giả mới tặng cho mình những cái danh từ cao quý như vậy. Nhưng mà Quyên thì Quyên luôn luôn vẫn muốn nói là quan trọng nhất là mọi người yêu, thực sự yêu tiếng hát của Quyên và ghi nhận cái sự cố gắng của Quyên không ngừng mỗi ngày là được. Còn tất cả những danh xưng thì thực sự Quyên cảm ơn và tri ân cũng như biết ơn nhiều lắm. Nhưng mà mỗi lần nó đến những cái danh xưng đó Quyên vẫn cảm thấy ngại. Bởi vì thực sự là mình cảm thấy rằng mình chỉ cảm thấy duy nhất một điều là mình sợ là mình chưa xứng đáng thực sự với cái danh xưng đó thôi. Và có lẽ là chị Lệ Quyên hôm nay hơi khiêm tốn một chút Không thôi cho thật. những điều